được tham quan rất là nhiều danh lam thắng cảnh của Vịnh Hạ Long, cũng như rất là nhiều đặc sản mà ngày hôm nay thì chắc chắn chúng ta không thể bỏ qua được cảnh đẹp của Yên Tử. I heard a lot of the story and about the beauty of Yên Tử Mountain. Oh, I've heard about it. Special temple for Buddhas. Đi tới đó chắc cũng phải mất khoảng 1 tiếng rưỡi. Hiện tại thì ba mẹ Hà, gia đình của Hà có lẽ đã tới nơi rồi. Còn Hà thì sẽ gặp mọi người ở đấy. Hẹn gặp mọi người ở đấy nhá. Bây giờ bọn Hà đang bước vào những bước đầu tiên để vào tới Yên Tử. Yên Tử Mountain. Yeah, Yên Tử Mountain. And there's like we are on the way there. Yeah. We're gonna go to all the antique. Yeah, temples. Antique temples. Yeah. They said that it's really special here. So whoever come here, they have to come there first, and then climb up. Hello. Hello. Ba mẹ tới đây rất là sớm, được gặp chuyên gia ở đây giới thiệu rất là nhiều về Yên Tử. Welcome to Yên Tử. Đây chính là nơi mà được vua Trần Nhân Tông chọn làm nơi xuất gia tu hành và sáng lập nên một hệ tư tưởng rất sâu sắc cho người Việt Nam chúng ta. Đấy chính là hệ tư tưởng của Phật giáo Trúc Lâm. Đúng rồi, chính xác. Bây giờ là trước kia mà nếu đi Yên Tử thì chúng ta sẽ đi theo con đường truyền thống, tức là con đường bổ từ chân núi lên đến đỉnh chùa và quay trở về thì mất khoảng từ 2 ngày đến 3 ngày. Từ năm 2001 thì bắt đầu xây dựng đầu tư hệ thống cáp treo đầu tiên. Before 2000, yes. If you want to get from here complete, yeah, to the top of the mountain, it's going to take about 2 or 3 days. Hmm? Yes, walking. But now yeah. We have the cable car already. Yeah. Bao nhiêu lâu ạ? Nếu mà mình đi bằng cáp treo? Nếu đi bằng cáp treo thì đi một hệ thống cáp treo chúng ta mất khoảng 5 phút đến 7 phút. Oh, 5 to 7 minutes. Các cái hệ thống cáp treo tức là hỗ trợ cho khách cũng như là Phật tử chúng ta qua những cái điểm khó nhất thôi. Còn những cái điểm chính để chúng ta di chuyển đến di tích hoặc đi chùa thì chúng ta vẫn phải đi bộ. Rồi, cảm ơn mọi người, chúng ta di chuyển này. Dạ vâng. Yên Tử không biết đến với những cái giá trị về tâm linh, văn hóa, lịch sử. Mà bên cạnh đó thì Yên Tử còn được biết đến là rừng quốc gia Yên Tử. Đặc biệt rất nhiều loài thực vật quý hiếm. Bây giờ một trong những bây giờ là trồng cabin hiện đại nhất. Bởi vì chúng ta phục vụ chính cho nguồn khách du lịch. Cái mặt kính của hệ thống đáy cabin chúng ta sử dụng bằng mặt kính. Như thế này thì khách có thể chúng ta quan sát được tất cả mọi vật xung quanh từ trên khu vực rừng quốc gia Yên Tử này. Đi tiếp chẳng định chúng ta sẽ đến với mộ của Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Nếu mà ngày xưa chưa có cáp là mình còn phải tiếp tục cái con đường dưới kia. Đúng rồi, chính xác. Hiện tại bây giờ có cáp rồi nhưng mà bây giờ rất nhiều người ta vẫn muốn đi bộ để hành hương. Dù đường đi lên núi hiện nay đã được hỗ trợ bởi các tuyến cáp treo, nhưng đi bộ vẫn là chính. Những đoạn di chuyển đến tháp tổ hoặc chùa rất dốc. Nếu những ai lớn tuổi như ba mẹ của Hà thì cần khá nhiều sức mới đi liên tục hết được quãng đường này. Tuy nhiên, dân gian có câu, 100 năm tích đức tu hành, chưa đi Yên Tử, chưa thành quả tu.
Có lẽ vì thế mà dù mệt và khó khăn, nhưng chúng tôi ai cũng đều rất hăng hái và phấn khởi để khám phá khu chùa này. Đây chính là Huệ Quang Kim Tháp. So the tower lasts 710 years already. Since he passed away, so his son became an next king, and his son built it. So his tomb is here as well. So. Rồi xong rồi, toàn mình chúng ta sẽ di chuyển đến với nơi tu hành chính của vua Trần Nhân Tông 700 năm về trước là chùa Hoa Yên. Cái vị trí mọc của cái vả này là nó mọc ở các chuyền dốc. Cái sung nó mọc ở nơi bằng phẳng. Quá hay. Hiểu rồi. Ở đường lên, đường đèo, đường mà làm cho chúng ta đi vất vả. Còn cây sung là thường mọc ở bằng phẳng. Và khi lên tới nơi thì sung sức và sung sướng. Nhưng mà hiện tại bây giờ cây vả hơi nhiều. Cây sung mãi chưa thấy đâu. Yesterday we went to the gate of heaven. I think today we're really going to heaven. Hoa Yên Pagoda. Chùa Hoa Yên còn có một cái tên khác là chùa Vân Yên, nghĩa là ngôi chùa tận trên cao quanh năm mây khói che phủ. Chuyện kể, sau khi Phật Hoàng Trần Nhân Tông về đây tu hành, thấy cảnh sắc đẹp nên đặt tên cho chùa là Hoa Yên. Ngôi chùa này hình thành từ thời nhà Lý, đến thời Nguyễn thì đã bị cháy gần như hoàn toàn, nhưng phục dựng lại và trở thành điểm thu hút du lịch như hiện nay. Chúng tôi vào thắp nhang, lễ Phật và cầu nguyện cho gia đình của mình. Nếu ở Hà Nội nổi tiếng với chùa Một Cột thì ở Yên Tử nổi tiếng với chùa Một Mái. Với cấu trúc một nửa chùa ẩn sâu trong hang núi, nửa còn lại lộ ra bên ngoài chỉ có một phần mái. Tương truyền nơi đây là nơi đọc sách soạn kinh của Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Thì đặc biệt ở bên trong chùa này nó có một cái ngách nước. Ngách nước này thì nó nhỏ giọt suốt ngày đêm và hầu như là không cạn. Thì khách hành hương mùa lễ hội người ta đến rất là đông, rất là nhiều. Người ta xin nước này về để thắp trong gian thờ gia tiên để cầu cho một năm chúng ta được bình an. Anh hướng dẫn viên nói nước trong chùa sẽ mang đến nhiều lộc phúc, sức khỏe, may mắn, nên chúng tôi cùng đến uống và rửa mặt sinh lộc. Rời khỏi chùa, chúng tôi di chuyển đến trạm cáp treo tiếp theo để đến được tượng đồng Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Nhưng vào thế kỷ 3 trước Công Nguyên, có một vị đạo sĩ, ông tìm đến Yên Tử này để tìm dược liệu, luyện phương thuốc trường sinh bất lão. Thì ông đã ở đây tu hành giúp người dân này chữa bệnh. Do đó người dân tôn quý gọi ông là An Tử và gọi nơi này nghĩa là núi An Tử. Dần dà một thời gian này chữ An nó thành chữ Yên và tên gọi Yên Tử ra đời từ đó. Tới rồi, tượng Phật vĩ đại. Trước mặt chúng ta đây chính là bảo tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông được đúc bằng đồng. Toàn bộ đồng của bảo tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông này là làm hoàn toàn bằng đồng nguyên chất. Chúng ta phải nhập khẩu từ Australia về. It's all imported from Australia. Tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông này nặng 138 tấn và đã được tổ chức kỷ lục châu Á xác lập là tượng đồng đúc liền khối lớn nhất nằm ở độ cao trên 900 mét so với mực nước biển. Thì từ phần thân tượng mà vị trí ngài ngồi đó mà cao lên đến đỉnh đầu của ngài đây là tượng cao 9,9 mét. Thì con số 9 là con số cực kỳ bí ẩn. Chia sẻ với mọi người luôn là con số 9 á là con số mà thể hiện được sự cao nhất. Nó là 9 tầng mây. Nó thể hiện cho sự sâu nhất nơi 9 suối. Thể hiện cho sự dài nhất là trường cửu. Và cũng thể hiện cho sự bền vững nhất là vĩnh cửu. Và con số 9 nhân cho bất cứ một con số nào tổng nó lại đều bằng 9.
9327, 2 cộng 7 bằng 9, 9 x 4 36, 3 cộng 6 bằng 9. Con số 9 là con số cực kỳ rất là đặc biệt. Lối bên tay phải của mình đây, từ đây chúng ta khoảng cỡ hơn 500 mét nữa thì chúng ta sẽ đến với ngôi chùa Đồng. Ngôi chùa Đồng thì tọa lạc cao nhất của ngọn núi Yên Tử và cũng được tổ chức kỷ lục châu Á xác lập là ngôi chùa bằng đồng ngự trên núi lớn nhất châu Á. Ngôi chùa được làm bằng đồng nguyên chất với cấu trúc như một đóa hoa sen giữa trời. Ngôi chùa này được ghép từ gần 3.500 mảnh ghép với trọng lượng đến hơn 70 tấn, quả là một công trình kỳ công và độc đáo. Đồng thời, điều ấn tượng nhất khi hành hương chùa Đồng chính là địa thế khiến người ta cảm nhận được sự thanh bình, thiêng liêng, hòa quyện giữa thiên địa nhân. Anh chị và bác thì là con đường chúng ta đang đi này gọi là đường làng Hành Hương. Khu vực làng Hành Hương này là nó nằm trong một phần của quần thể cung văn hóa Trúc Lâm, xây dựng theo kiến trúc hồn Việt, nét Trần và tinh thần thiền Trúc Lâm. Mới dựa theo cái hồn Việt của mình thì các tòa nhà ở đây chúng ta cũng xây dựng theo kiến trúc của làng quê Việt Nam của chúng ta. Chúng ta có thể xem được các cái chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật của người Việt mình. Thưa cô chú, thưa anh chị, thì chúng ta đang đến với khu trung tâm của làng. Xin mời đoàn mình dừng chân ngồi xuống nghỉ ăn bánh chè lam ạ. Bánh chè lam ạ. Bánh chè lam. Mời các bác ăn thử miếng chè ạ. Dạ vâng. Bánh chè lam này làm từ gì hả cô? Bánh chè lam này làm bằng từ củ mài. Very good hả? Em sẽ nấu một ít trà để mời quý khách ạ. Là từ đây đúng không ạ? Vâng ạ, chú. Tên là thảo dược hả chú? Đúng rồi, cái loại trà này là trà hồng sâm. Tác dụng của trà hồng sâm này rất tốt cho gan thận ạ. Sâm là ginseng đúng không? Đúng rồi. Yeah, pink ginseng. That's what it's called, hồng sâm. Sẽ di chuyển đến với khu vực bên này là khu vực làm xôi. Đây là tất cả những bộ trang phục này là bộ trang phục của người bản địa ở đây, là người Dao Thanh Y. Đẹp quá. Chủ yếu người ta sống tại chân núi Yên Tử. Thì ở trên này thì người ta có rất nhiều cái loại sản phẩm về bánh và đặc biệt là cái món xôi nổi tiếng của người Dao là xôi ngũ sắc. Để mau đây làm bằng lá tí thế. Xôi ngũ sắc là một loại thức ăn truyền thống của người Dao Thanh Y, mang hình ảnh tượng trưng cho một bàn tay có 5 ngón tay, các màu sắc đan vào nhau thể hiện sự đoàn kết của dân tộc. Hà và mọi người cùng ăn thử và tiếp tục khám phá xung quanh. Khu làng này còn có bán các mặt hàng lưu niệm đặc trưng miền Bắc để khách du lịch có thể mua về làm quà. Cindy cũng quẹo lựa vài món hàng. Vậy mọi người, chúng ta sẽ đến với trung tâm của làng, là ngay vị trí đình làng, là nơi hoạt động các cái chiếu sẩm để giới thiệu về cái văn hóa của người Việt Nam mình. Đốt lửa công hồng xưa vàng người đem đốt lửa công hồng, anh thương em là ai, xưa chồng là tôi làm lại ba đôi người, anh thương em xây bánh ruột đầu đi.
Cho em hỏi là cái hát sẩm này nó bắt đầu từ những năm bao nhiêu nhỉ, thưa anh chị? Nguồn gốc hát sẩm bắt đầu từ cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ thứ 20. Nội dung chính của tất cả những cái bài hát sẩm như thế này là như thế nào? Vì lúc nãy bọn em vừa mới nghe được một đoạn thì đang là nói về thân phận của người phụ nữ. Đa số là nói về thân phận người phụ nữ hay như thế nào ạ? Cái hát sẩm thì nó cũng rất là phong phú, nó truyền tải và nó phản ánh cái đời thực luôn hiện nay xã hội, mang cái tính rất là nhân văn, giáo dục cao. Bài thì khuyên về nói về công ơn cha mẹ, có những bài thì lại ca ngợi quê hương đất nước con người, có những bài thì lại là than thân trách phận về kia rồi. Thế bây giờ cho em một bài về thân phận phụ nữ được không? Một câu thôi, chỉ giúp em vì em hát toàn là R&B, nhạc nhảy, nhạc trình diễn ở trên sân khấu và hát ballad cũng hơi buồn khổ một tí. Bây giờ mình hát thử sang sẩm cho mẹ, em có làm cho mọi người say sẩm mặt này không? Cái hát sẩm thì là rất là mộc mạc, càng mộc mạc với đời thực càng tốt bấy nhiêu các con cháu. Nhưng mà những cái luyến láy đấy em thấy đâu có đơn giản đâu ạ. À vâng, thì cái dân gian này thì nó rất là khó. Cái đoạn lại này là đoạn cái chất riêng của cái dân gian, trong chèo cũng có, cải lương có và bên trong sẩm cũng có. 1 2 3 4 5 6 rồi vào. Mẹ mới có thai đẻ từ một ân thì con ơi mẹ mới có thai, ân dương là ân dương nhưng kinh ơi nào ai biết gì. À rồi dạ. Mẹ mới có thai kể từ một ân con ơi mẹ mới có thai, âm dương là âm dương nhị tinh ơi nào ai biết. Dạ, để mà mình sang sao ạ? Dạ, em thấy là còn đây cái và cái này nếu rất mà chỉ là khó hát bằng giọng thật của mình thì nó hơi khó. Cảm ơn tất cả mọi người và rất là mong là mọi người sẽ luôn luôn duy trì văn hóa như thế này với và giới thiệu với tất cả mọi người. Ở chân núi thì ngoài các cái chiếu sẩm chiếu xèo ra thì mình có cái hoạt động nhảy sạp là một trong những cái loại hình mà vui chơi rất thu hút được rất nhiều cộng đồng tham gia. Nên nó xuất phát từ vùng núi Tây Bắc. Mấy nắm tay ạ, mình nắm tay nhau là nên được không nhỉ? Okay. Múa sạp là loại hình diễn tấu được nhiều người dân tộc vùng Tây Bắc biểu diễn khi đến các ngày lễ hội. Ngày nay, các du khách có thể dễ dàng tham gia các hoạt động này khi đến với quần thể du lịch Yên Tử. Chúng tôi cùng nhảy với Cindy và giới thiệu cô hiểu hơn về ngoại hình nghệ thuật này. Leo chùa cả buổi sáng rồi còn nhảy múa nên bụng ai cũng đói meo. Hà dẫn mọi người đến khu ẩm thực trong làng để cùng nhau dùng bữa chiều. Nghe nói nơi này làm đồ ăn chay ngon lắm. Đúng rồi, chính xác, banana flour. Yeah, baby. Cái này thì hầu như là rau củ quả cuốn lại. Cái tác dụng của ăn chay nó đem tới cho mình sự thanh thản, tinh thần cũng như đem lại cho sức khỏe. Thì ẩm thực chay bây giờ cũng là rất là phát triển, mọi người đang hướng tới ăn chay.
ăn thử canh không anh? Súp rất ngon. Đây. Rất ngon. Clean, sweet and fresh. Của chúng tôi đã trở nên rất ý nghĩa và thú vị. Hà đã hiểu hơn về nơi được mệnh danh là cõi Phật chốn tiên. Danh sơn Yên Tử không chỉ mang đến vẻ đẹp đơn thuần mà còn chứa đựng nhiều giá trị văn hóa. Chúng tôi khép lại chuyến hành trình ở đây, nhưng chắc chắn kỷ niệm thì sẽ còn lại mãi, đặc biệt là với Cindy. Mong rằng cô đã có những ngày đến với Quảng Ninh việc đáng nhớ. Đối với Hà, Hạ Long, Yên Tử hay bất kỳ đâu của Quảng Ninh cũng sẽ vô cùng tươi đẹp sau chuyến đi này. Nhất định Hà sẽ còn giới thiệu du lịch Quảng Ninh với thật nhiều bạn bè quốc tế, cũng như sẽ quay lại vòng này không xa. Hy vọng các bạn cũng sẽ đến với Quảng Ninh để trải nghiệm được sự thăng hoa này cùng với chúng tôi nhé.